khi nào mà hết trận thì em lại tắt cái đấy đi. Xong rồi vào trận mới thì em lại bật. Giải vô lá team em đang bình luận team của núi. Đây em có biết chuyển màn hình chưa? Đây. Đây có bốn màn hình này. Đấy. Alo ạ. Đây có tiếng không? Alo alo. Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với buổi thuật của GameTV.vn. Giải AOE các bố lão ở GameTV tổ chức tại địa điểm 210 Trung Kính, quán là Dũng Con 5 Game Center. Trên màn hình của quý vị và các bạn đang là team của game thủ núi và team của game thủ U97. Màn hình máy của game thủ màu 2 cầm Phonesian. Tham lai là 23/24 đầu cánh. Màn hình máy của game thủ màu 4 Egypt trong cánh. Nhà đất là nền sa mạc nhưng mà rất là nhiều voi. Màn hình máy một hit tee khác ở ngoài cánh đánh 26 dân. Nhà thủ thốc 3 giờ, có lẽ là chắc chắn sẽ đánh cung thôi. Chúng ta cùng xem game thủ mò 2 ép đời và chém. Game thủ mò 1 tên là Mitch Chuồn Chuồn. Một bài cầm Egypt trong cánh nhưng mà chơi vơi 25 dân. Xem game thủ màu 2 Kem Coca ép đời. Đã kích đời, đã thiết kế S ăn vàng. Sóc giò. Sóc giò, vừa là một tên sóc giò mid của game thủ màu 2. Đang trả thực, gỗ đang là rất rất nhiều. Phonesian bo khá là rộng. Có một bãi quả để ăn hoang. Bài này lên sẽ lực sẽ cực kỳ khỏe. Thiết kế luôn là hai. Vâng, gặp luôn nhà màu 7. Nhà màu 7 sẽ là của game thủ U97 cũng đã chạy dò. U97 cầm không biết là quân gì nhưng mà kiểu máu nhà là của châu Á. Như vậy là Phonesian lên đời sớm hơn. Vâng, Yamato của Chiboy. Một pha bắt giò khá hay của U97. Bắt đầu sóc lạc đà.
xây thêm một cái phù bằng lượng gỗ. Lượng gỗ là vừa đủ để có thể hai là sóc phù. Đẩy luôn đến bãi vàng của nhà game thủ U97. Chúng ta cùng chuyển qua mạng này, máy có một số 25 trên 20 trên 52 là game thủ màu 3 đánh cung. Game thủ chán đời, không biết là ai. Một game thủ màu 4. Thời điểm này thì chắc chắn là chưa có ai động vào nhà. Tham gia đang là 32 trên 44. Một bài cờ mê zip đang vé ruộng. Game thủ màu 1. Tham gia là 22. Có thể đóng A nhưng không biết đánh chém không, không đào vàng. Vâng, một bài đánh cung. Bò nhỏ đánh cung và bị game thủ màu 8 chém. Vâng, màu 8 còn cung. Công người cung tê lên nữa. Rất khó chịu. Đang đưa dân đi đâu đây? Có lẽ là đưa dân vào nhà màu 4. Là một khoanh ruộng ấm răng. Gần 7 lít gỗ của game thủ màu 1. Không biết đến bao giờ mình sắp được tân cung đầu. Vâng, lại còn xuất hiện game thủ màu 5 ở đây nữa. Tham lai sẽ giảm cực kỳ thế thảm nếu không chạy được đám dân kia. Vâng, tôi coi như game thủ mid chuẩn chuẩn này không thi đấu rồi. Chỉ cần đánh máy có game thủ màu. Vâng, Phoenician của Cam Coca rất là khỏe. Tham lai 33 trên 60. Rất là đen, hai game thủ chạy dân thì dân gặp nhau và gặp luôn cả chém của đội bạn. Vâng, tất cả dân của hai nhà màu 2 và màu 1 thì chạy hết vào nhà màu 4. Màu 4 là một bài bài Egypt. Vâng, anh lại chạy dân quay lại rồi. Đang đi ở bãi vàng game thủ màu 7. Trên đường thì nhìn thấy xác của dân màu 1 nằm rất là nhiều. Bơm vàng game thủ màu 4. Vâng, màu 4 ở đây cũng giỡn đây. Vâng, chém có màu 8. Vâng, màu 8 có cái tên Cường. Chém rất là rát, chém luôn cả nhà màu 1 và bây giờ chém cả dân ở màu 2. Game thủ màu 3 chán đời. Bài cầm Hitty tụt hốc. Vâng, anh vừa ăn được rất tầm đến 5 con dân của game thủ màu 6. Hand apply. Nâng cấp sát gỗ 2. Tân cung giả đấu đi cực kỳ hiệu quả của game thủ màu 3. Một bài khung và hốc nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà vẫn sóc được cung giờ. Và hình như là 3A. Bằng đóng luôn BC. Có lẽ là bung nhiều nhà chính và phát triển to. Game thủ màu 2 vẫn đang tiếp tục. Vâng, vẫn thi đấu với game thủ nhà màu 7. Ở nhà thì có phù thủ. Bãi vàng này thì còn lâu mới bị công vào. Trừ khi là cung giờ trong cánh đẩy ra ngoài. Lượng gỗ đang là 300. Và anh quyết định đi ăn hoang. Chắc là chuyển qua máy nên các game thủ khác. Vâng, game thủ màu 3 Egypt của chán đời, tham lai là 45. Đang đẩy cung giờ đến nhà màu 8. Và như vậy là game thủ màu 4 trong cánh đã lên cung A. Nhưng mà cái thế nhà này gọi là vườn rộng rào thưa khó đuổi gà. Để chém lọt vào nhà một cái rất mất tay. Bắt đầu cũng đã xây nhà chính. Lượng thực là 3 lít, còn lượng gỗ của anh đã lên đến hơn 1K. Vâng, nhà thì một vài con lạc đà lọt khá mất tay, vừa đóng một cái BN có lẽ để ăn vàng. Tham lai đã là 76 trên 100. Phút thứ 22. Đã nâng cung A. Cung giờ thì chưa có đầu máu và cũng chưa có chặt gỗ hai. Game thủ. Game thủ màu 1 vâng. Biết chuẩn chuẩn tham lai còn 4. Nhưng mà vẫn có cung R đi quán. Vâng, bị Y đâm. Màu 8 là gì, là mà dân siêu bánh xe có lẽ là Max C rồi. Max C đâm y. Tham còn lại còn 4, nhìn thấy một thằng dân, hai con cung giờ.
ba con cùng già một thằng dân. 11 thực anh không chắc bây giờ thì chỉ có đồng đội bơm thôi chứ không thể sóc nổi được thằng dân nào. Vâng, sẽ xin thêm được một thằng dân nữa. Chúng ta còn chuyển cả máy bên mình. Vâng, màu 2. Tham Lai bây giờ là 21 đang phối hợp cùng cùng giờ của nhà màu 4. Vâng, Tham Lai thế nào bên mình vẫn đè. Quá dị. Điểm thủ màu 3 kiện Tham Lai 67. Chán đời, chán đời. Còn bài cầm Hitty khung hốc. Khung một khốc nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà bây giờ đã tăng được đến 4A. Để xem cùng cung giờ đã qua chặt cỗ 2. Vâng, nhà màu 5 cũng đâm đã đâm y. Không biết màu 5 cầm con gì. Gà quê đi nắng hay là gà què đi nắng gì đấy. Tham Lai đang là 74. Có cần xin một ít vàng để lên luôn đầu mõ thì cũng hit đi không. Đang, vâng, như vậy là U97 gì sai. Tỷ số là 1-0 cho team của em thủ núi. Tham Lai. Bên bạn là Greek, Ia, Persian, Macedonian. Quân tịt.